nào nói giới hạn cho em biết em không xem, đứng đây biết luôn. Rồi cái bút nhá, đừng bao giờ nghiêng khi viết đấy được, cứ viết đi. Lên nhạt à, nhét xuống. Tại sao lại hoành hoàng lên thế nào, về chỗ viết hậu mô đi, hồi về chỗ đi không viết rồi.